Xin kính chào quý vị. Những thiết bị bay không người lái như thế này giờ không còn xa lạ với nhiều người nông dân. Chúng đang được dùng để tưới nước các cánh đồng. Một tiếng, một thiết bị như thế này có thể phun tưới cho một diện tích gấp 10 lần so với sức lao động của một người nông dân. Những thiết bị công nghệ giúp ích cho người nông dân Việt do người Việt làm ra, với tỷ lệ nội địa hóa của thiết bị đã lên đến 70%. Những chiếc máy bay không người lái này đang có giá thành rẻ hơn phân nửa so với sản phẩm nhập khẩu, song lại hỗ trợ nhiều cho người nông dân như hệ thống AI phát hiện 97% sâu bệnh hay phun thuốc, bón phân hơn 3 hecta mỗi giờ. Về lượng thuốc thì được giảm 30% so với cách trước đây, lượng nước giảm 90% và quan trọng là chất lượng nó phun tưới đều hơn. Và một cái quan trọng nhất là sẽ mang lại cho mình một cái nền nông nghiệp sạch, bởi vì là chúng tôi phun tưới chính xác những chỗ cần, khi nào bị bệnh chúng tôi phun tưới chính xác chỗ đấy và nó giảm cái dư lượng thuốc trừ sâu ở trên cái diện tích canh tác của bà con. Dù các thiết bị bay không người lái này có đến 70% đã được nội địa hóa, thậm chí những phần mềm thì 100% là made in Việt Nam bởi các kỹ sư Việt Nam. Tuy nhiên, các thiết bị này vẫn gặp khó khi cạnh tranh về giá ngay tại thị trường nội địa. Chúng ta phải xác định là cái chi phí chúng ta làm sao để cạnh tranh được. Ví dụ như bây giờ thay vì cái việc mà 10 người lao động đi phun thuốc trừ sâu, chúng ta có thể sử dụng chỉ có một người để điều khiển máy bay thôi, chẳng hạn. Thế ngay đấy cũng đã là một cái để tiết giảm chi phí rồi. Như vậy rõ ràng là những chính sách của nhà nước nếu có thể giúp để promote, có nghĩa là làm sao những cái doanh nghiệp này được biết đến nhiều hơn, những dịch vụ Việt Nam cho người Việt Nam được biết đến nhiều hơn, thì tôi nghĩ đó là cái mà các doanh nghiệp nhỏ này đang cần rất nhiều. Không chỉ những chiếc máy bay thông minh, ngày nay tất cả phương tiện di chuyển đều đã quen với việc sử dụng bản đồ số. Nó giúp bạn tìm địa chỉ chính xác, tìm đường đi ngắn nhất, hay thậm chí là khảo sát trước địa điểm mà mình dự định sẽ tới. Thông thường thì nhiều người sẽ lựa chọn Google Maps. Với người dùng là miễn phí, nhưng nếu ai đã từng sử dụng dịch vụ này trong kinh doanh thì đều biết là nó đắt đỏ và tốn kém như thế nào. Chẳng hạn Uber đã từng phải thanh toán chi phí lên đến 58 triệu đô la Mỹ trong 3 năm. Và để tiết giảm chi phí, đồng thời giảm thiểu việc mất dữ liệu, đã có những doanh nghiệp Việt lấn sân vào lĩnh vực tỷ đô này với những giải pháp nội địa hóa lên đến 100%. Bản đồ số Map 4D do IoT Link phát triển, nó không chỉ mô phỏng được không gian 3 chiều mà còn được phát triển các tính năng xem bản đồ tại nhiều thời điểm, thời gian khác nhau, quá khứ, hiện tại, tương lai. Từ đó giúp người dùng có nhiều thông tin hơn về quy hoạch, về kiến trúc, về lịch sử và có thể lập kế hoạch cho việc kinh doanh của mình. Có nghĩa là về 2D thì nó giống như những nền tảng bao gồm như Google v.v. chúng ta thường thấy. Nhưng bên đại cảnh đó thì chúng ta có thể có xây dựng những tòa nhà 3D. Đặc biệt là cái yếu tố 4D là yếu tố thời gian, xây dựng một cái đô thị trong tương lai, mình làm quy hoạch v.v. Cái nền tảng này sẽ phục vụ ra rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà đặc biệt quan trọng nhất là cái lĩnh vực mà chuyển đổi số và gọi là tạo ra cái bản sao kỹ thuật số cho cái khu đô thị, ứng dụng trong cái đô thị thông minh. Map 4D được biết là sản phẩm đã giành Á quân cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin Truyền thông và Tập đoàn Viettel tổ chức. Nền tảng này cũng đã cung cấp miễn phí cho 100 doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác cùng với cả các cái doanh nghiệp công nghệ và chúng tôi hỗ trợ họ để phát triển những ý tưởng đó thành những sản phẩm mang chất lượng cao nhất và phục vụ tốt nhất cho cái công cuộc xây dựng xã hội số tại Việt Nam. Theo cách tính của Google, cứ 1.000 lượt tra cứu địa điểm, họ sẽ thu về 17 đô la Mỹ. Nếu có thêm dịch vụ chỉ đường, con số này sẽ cộng thêm 5 đô la nữa. Như vậy, tại Việt Nam, với khoảng 400 triệu cuốc xe công nghệ mỗi năm, riêng việc tìm đường đã phải trả cho Google Maps gần 9 triệu đô la, khoảng 200 tỷ đồng. Chưa kể, việc sử dụng thường xuyên là chúng ta đang làm giàu dữ liệu cho một nền tảng nước ngoài. Bản đồ số hoặc drone hay còn gọi là máy bay không người lái sử dụng trong nông nghiệp là những ví dụ cho thấy năng lực của các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc sản xuất công nghệ hiện đại. Theo khảo sát của Microsoft, chuyển đổi số có thể giúp tăng trưởng năng suất lao động thêm khoảng 21%. Rõ ràng là khi người Việt Nam sẽ làm chủ các công nghệ hiện đại nhất, thì chúng ta không chỉ tiết kiệm được một dòng tiền khổng lồ, mà còn có thể chủ động kiến tạo tương lai của chính mình. Đó chính là mục tiêu lớn của chiến lược phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam vào năm 2030.